tình à? Game bựa tập 5 level 36. Ờ, có một con chim đen này anh em ạ. Chim đen xì luôn. Cảm giác là nó đang khát nước. Le cả lưỡi ra này. À, đây là kiểu sự tích con quạ. Con quạ thông minh. Đấy, nó bắt đầu là bỏ nước vào trong một cái bình. Anh em, bỏ đá vào trong một cái bình nước để cho nước nó dâng lên và sau đấy con quạ nó uống. Nhưng có vẻ là con quạ trong cái con game mà anh em mình chơi là quạ ngu. Quạ ngu. Đồ ngu. Nên là nó cần phải nhờ anh em mình giúp. Rồi, đầu tiên là tôi sẽ bỏ 1 nha. 2. Rồi. Ok nào, kẹt thế nhỉ? Đùa cay thế nhỉ? Nào kẹt à? Cái gì đấy? Đá hay là bã kẹo cao su đấy bro? Chết tôi. Viên thứ tư này. Viên thứ năm. Có mỗi cái việc đấy thôi mà cũng không làm được. Đấy anh em thấy chưa? Nước bây giờ nó bắn hết cả lên mặt đấy này. À mà anh em ạ, tình hình tôi cảm thấy là những cái con game bựa như thế này này, chơi ít thì nó vui, mà chơi nhiều thì nó chán. Mà hôm nay là tập 5 rồi, tôi không biết là anh em đã cảm thấy chán cái con game này chưa. Mà tôi nghĩ vớ vẩn đây có thể sẽ là tập cuối, bởi vì là tôi sợ là chơi nhiều thì anh em bị chán ấy. Thế nhưng mà nếu như anh em mà vẫn thích tôi làm nhá, comment bên dưới và sau đó thì like video ủng hộ tôi, với cả đăng ký kênh để ủng hộ tôi sớm đạt được 1,9 triệu người đăng ký. Thì tôi nói thật với anh em luôn, bao nhiêu video game bựa mà anh em muốn tôi làm hết. Chỉ cần anh em muốn tôi làm hết. Việc gì khó, có pop lo. Ok chưa? Đó, anh em mình xanh chín với nhau luôn nhá. Thôi, level tiếp theo. Level 37. Em bé này đang bị đau mồm, khả năng là ăn nhiều kẹo nên là bị sâu răng. Hoặc là láo nên là bị tát vào mồm. Đấy. À, mọc răng anh em ạ. Trẻ con thì mọc răng, đúng không? À đâu, đây là răng nó bị sâu mà. Đấy, để tôi giúp. Rồi. Ui dồi, ăn ít kẹo thêm ơi. Ăn nhiều rồi rụng hết cả mồm rồi đấy. Món, tôi không hiểu là tại sao trẻ con đứa nào cũng thích ăn kẹo. Hồi bé tôi cũng thế, nhưng mà lớn lên thì tôi bớt thích ăn rồi anh em ạ. Ngày xưa lại còn có cái trò là nếu nuốt kẹo cao su xuống ruột là sẽ bị dính ruột. Và tôi thực sự tin cái điều đó anh em ạ. Thất tình à? Level 38, thất tình anh em ạ. Buồn, trái tim tan vỡ, hận breaker này. Ui, chọn con tim hay là nghe lý trí? Chết rồi. Có đến 2 em anh em ạ. Trong trái tim này có đến 2 em cơ. Đấy, thế nên là bây giờ không biết chọn em nào. Một em thì kiểu là cute hột me, tóc hai bím. Thế còn một em thì kiểu gu trưởng thành. Đấy, cột tóc đuôi ngựa ở đằng sau. Thôi bây giờ phải bỏ rồi thôi. Chết, cứ đau lòng như thế này thì không được. Đàn ông mình là phải như nào? Phải rèn luyện, mạnh mẽ, phải tiếp tục nâng cao bản thân, chứ không phải là suốt ngày ủ rũ về chuyện tình cảm. Đấy là quan điểm của tôi anh em nhé. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải giúp anh chàng này tỉnh táo trở lại. Rồi, một bé. Bé này nữa. Rồi. Anh em ạ, anh em nhìn đi. Đây chính là cái thành quả khi mà anh em làm gì? Giúp cho bản thân mình tốt lên mỗi ngày nhá. Nâng cao năng lực của bản thân lên thì đây, sẽ rồi sẽ có một cô gái phù hợp làm người yêu của anh em. Thế nên là không phải vội, không việc gì phải ủ rũ về những mối tình đã đi qua anh em nhé. Thế đã có người yêu chưa? Level 39. Mồm thối. Nope. Có đúng không? Hay là lưỡi thối nhỉ? Nope. Cái gì đây? Lại là đun dừa. Đùa, con game này nó cứ bắt tôi phải bắt đuông dừa ra. Tôi ngấy cả hết cả đuông dừa rồi anh em ạ. Ngày xưa nó là đặc sản đấy, nhưng mà với tôi bây giờ thì tôi ngấy rồi. Ô kìa, vừa nãy em còn nằm bên cạnh tôi hạnh phúc đến như thế, bây giờ tại sao em lại tỏ thái độ như này với tôi? Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Hay là em tìm được mối khác ngon hơn tôi, nên là quay ra là bắt đầu là chỉ trích tôi, bắt đầu là kiểu như là chúng ta chia tay đi. Em nghĩ mình chỉ hợp làm bạn. Suy thế nhỉ? Anh em thông cảm tôi, nhiều lúc tôi cũng cứng rắn, nhưng mà nhiều lúc tôi cũng suy anh em ạ. Đàn ông mình là phải như nào? Mạnh mẽ. Level 40. Đây tôi đoán không phải là bị đau bụng đâu, mà là đau cột sống.
cột sống em ổn không? Có sống em hy vọng. Em nghĩ câu trả lời là đéo. Ui, lòi cả một đốt xương sống ra thế này mà vẫn còn đứng được này. Thằng này cũng siêu nhân ra phết đấy. Nào, nó bị nứt này, được chưa? Và bây giờ mình phải sửa nó. Rồi, anh em thấy chưa? Cột sống có khỏe mạnh thì cuộc sống nó mới vui tươi nhá. Mà vừa nãy anh em mình đã bị thất tình rồi đúng không? Con người yêu nó khinh bỉ đấy. Mà thất tình thì làm gì? Thì đi tập gym đi anh em ạ. Đấy, kể cả là anh em không có thoát được ra khỏi trạng thái là suy vì tình, nhưng ít ra thì cơ thể nó cũng được khỏe mạnh. Nhưng điều quan trọng hơn nhá là mặc cái quần vào. Tao mày mặc quần vào. Mặc quần vào cho tao. Mặc quần vào cho tao. Suốt ngày cởi chuồng à, bảo sao gái nó bỏ. Con chó này nó đang gãi. Khả năng là chân nó ngắn quá nên là nó không gãi được. Phải giúp nó thôi. Ui giời ơi, lại là đuông dừa. Đùa. Tôi thề với anh em luôn là tôi ngấy nó lắm rồi đấy. Mặc dù con nào trông nó cũng béo múp cả mít ra như này nhưng mà tôi ngấy lắm rồi đấy. Rồi, ok nhá. Nó còn thả like cho mình luôn ạ. Nhưng mà EQ được có 46. EQ như thế này người ta gọi là bị đụt đấy. Thiểu năng trí tuệ anh em ạ. Mà chơi cái bàn này chơi càng chơi tôi lại càng cảm thấy mình ngu đi. Thằng này bị làm sao này? Bị sưng chân à? Ui giời, tưởng là bị làm sao, tưởng là bị xe ô tô đi qua nó chẹt vào chân, nhưng không phải. Chân quá bẩn. Đấy, đuông dừa nó làm tổ trong chân thế nên là nó mới sưng lên anh em ạ. Đùa. Thể tôi nhìn này tôi ghê cực nhá. Xem mấy cái video mà người ta bắt mấy con giòi ở trong mấy con chó ra là tôi đã thấy sợ rồi. Nhưng anh em đã bao giờ xem cái video mà bắt mấy cái con giòi nó ở trong chân một người đàn ông chưa? Ui, tôi xem video đấy mà tôi rợn hết cả da gà. Tôi chỉ xem được mấy giây tôi tắt luôn. Bởi vì đó là cơ thể con người anh em ạ. Kiểu như tôi nó gặp cái chứng là hội chứng sợ lỗi. Đấy, nhìn mấy cái đấy kinh lắm. À, sau khi bắt buông dừa xong cái là tôi chuyển sinh thành CR7 level 43. Thằng này bị bắt vào tù, tôi thề luôn là nguyên nhân là do không mặc quần. Biến thái. Bắt vào tù là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của anh em mình là phải giải cứu cho thằng này. Thế mình là đồng phạm mà. À, chết thật đấy chứ lệ. Rồi, bây giờ anh em mình phải cho ổ khóa vào đây. Chìa khóa gì mà cứ uốn ao uốn eo thế này thì đút vào làm sao được. Phải cứng lên mới đút vào được chứ. Ok. What? Game ảo Masida Shizuka Honobita vãi cả trưởng. Tôi còn chưa được nhét được cái chìa khóa vào mà đã xong rồi. Bảo sao IQ có 87. Cái gì đây? Đang đi vệ sinh mà đánh rắm sau đấy phọt ra một cục xít siêu to khổng lồ khiến bạn lộ cổ à? Level 44. Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được là tại sao thằng này nó lại bị cắp cổ. Hay đây là cái điện thoại? Ờ, lại là cái điện thoại anh em ạ. Tôi lại cứ tưởng là thằng này sau khi mà nó kìm nén lâu quá, nó bắt đầu là nó hét cái. Đấy, nó giống như là tên lửa đẩy ấy. Nó đẩy. Rồi, thôi được rồi. Thật sự là trong tình huống như thế này tôi thôi bắt buộc phải thò tay xuống thôi chứ còn làm thế nào nữa nhỉ. Thôi được rồi, chấp nhận. Đấy, vẫn cứ là ok anh ạ. Dụng mất vài cái răng bó bột đầu rồi nhưng mà lấy được điện thoại là được rồi. Ok, quả này thì đau bụng thật rồi anh em ạ. Để xem nào. Ui giời ơi, lại bắt tao làm cái trò này. Rõ ràng ở đầu game là mình đã phải làm cái trò này rồi đấy nhá. Tao cảnh báo con game này nhá. Mẹ game nó cay. Suốt ngày mắt tôi phải lôi mấy cục LGBT của thằng này ra để làm cái gì? Trong khi đấy IQ có 40. Phải cả loèn nạ. Ơ kìa, level 46. Sao tôi cảm giác mấy cái bàn này nó cứ quen quen là thế nào ấy nhỉ? Nó bắt mình chơi lại từ đầu à? Đấy, lại là ba con mèo con này. Rồi ok. Cay nhỉ? Anh em mình phải chơi lại từ đầu à? Mà rõ ràng đấy là bàn 46 nhá. Để tôi thử xem nào. Lỡ lại trùng một hai bàn. Level 47. Rõ ràng là bàn này cũng chơi rồi. Game lừa à? Cay thế nhỉ? Ok nhá, nốt bàn này. Nốt bàn này thôi, đây đây.
trứng vịt lộn. Đấy, đây là cái bàn trứng vịt lộn anh em mình đã chơi rồi, được chưa? Thôi rồi, từ từ để tôi nốt bàn này, nốt một phát nữa thôi chứ. Nào, ok, nốt một bàn nữa. Nếu mà cái bàn đấy mà tôi cũng đã chơi rồi thì dẹp luôn. Đây đây đây, vắt sữa con bò xong rồi con bò nó tóp cả người vào đấy, anh em có nhớ không? Nó gầy đét xì mo nang luôn, nó giống như kiểu nó bị vắt hết cả sữa luôn đấy. Ok, thì có vẻ như là đến cái bàn 45 là game này nó hết level rồi và nó cho chúng ta chơi lại từ đầu thôi anh em ạ, nên là tôi sẽ không chơi nữa mọi người nhá. Cảm ơn anh em vì đã theo dõi video này cùng với tôi. Thú thực là khi mà bắt đầu chơi tôi không có biết là game này nó có bao nhiêu bàn, nên là tôi cứ chơi thôi. Và có vẻ như là cái video cuối này số lượng bàn anh em mình chơi nó hơi ít, thì tôi mong mọi người thông cảm. Nếu mà video nó có hơi ngắn thì mong anh em thông cảm nhá. Hy vọng là con game này nó vẫn sẽ đem lại cho mọi người những cái phút giây nó vui vẻ và nó thú vị nhá. Ok, quan trọng đừng quên ủng hộ tôi một like với cả một đăng ký kênh nhá, để giúp cho kênh Popro sớm đạt được 1,9 triệu người đăng ký. Chúng ta sắp làm được điều đó rồi, chỉ một chút nữa thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.